ông ngay anh em ơi. Vâng, hello, xin chào lắm trong anh em đã quay trở lại Phương Thảo Phích Sinh. Lại quay trở lại con sông này đánh các bạn. Đây là cái vị trí lần trước ông anh em đánh ở đây, dẫn ra câu rất là đẹp các bạn này. Đèo biết bụi mù. Với mồi hôm trước thì nó chua lòng hẳn lên đấy. Ua, đi men đẹp đấy các bạn. Hòa lẫn vào nhau đánh cho nó sướng. Mồi này anh em đi câu về thì cứ buộc kín trong túi bóng là được các bạn ạ. Không cần phải cầu kỳ nhiều đâu. Không phải tủ lạnh, tủ ấy làm gì đâu các bạn ạ. Dẻo quá. Nó xào đi. 5 cân chắc. Em đi em thường thường em xả 3 cục các bác ạ. 3 cục. Đấy. Rửa tay đã. Ây rồi anh em ơi. Ôi giời. Ây rồi anh em ơi. Ôi giời. Ơi được chú chim con các bác ạ. Ây giời ơi. Được chú chim con các bác này. Ôi con này bé bé thả anh em nhé. Cũng đẹp đấy. Này các bác này. Đè quả cũng tương đối đẹp. Nhưng mà nó là cá chim nhỏ em thả đi. Hôm nay gặp anh là may đấy. Một phát đi ngay cho mày sống. Trời. Xuống luôn anh em, này đánh ổ chả đánh bóng mồi. Giật phát dính ngay, nó đè quả tương đối đẹp. Đấy. Đâu đâu. Đóng chưa? Ui giời ơi, đoạn bé các bác ơi. Ê, dài đặc sản đoạn bé. Em biết ngay mà. Rồi, các bác nhìn này. Hôm nay có chết không nhỉ? Con này chỉ có phơi thôi các bác ạ. Nó vào nó đà kinh thật đấy. Cá gì có thể thả được cái con đoạn bé này. Thì cho mè nằm đây. Đã màn thật. Đấy, con rộn bể các bạn ạ. Ok. Beep, beep.
Trời khả năng sắp mưa các bác ạ. Cơn cái áo đàn này. Mưa mát trời khả năng này còn lên được hàn các bác ạ. Cố gắng ngồi thôi. Ngắm pháo thích quá. Anh nhà nghỉ này. Pháo ngắm phê chưa. Có con nào nhấp nữa. Wow, trời này nó nắng quá, cá này ít ăn hẳn các bác ạ. Tầm 12 giờ trưa rồi đấy. Mới được một em dọn bể ném trên này đây anh em này. 12 giờ trưa mới được một con này phơi đấy các bác ạ. Rồi bây giờ phải ăn trưa đã. Hôm nay thì cũng mỗi mì tôm sống mà. Ít khổ. Cá mú thì chưa được các bác ạ. Thôi nhai tạm hai gói hào hảo. Cuộc sống đi câu nó chỉ có thế này các bác ạ. Làm tạm hai gói hào hảo ăn sống các bác nhé. Kể ra mà mang cái bếp ga mini nấu cái nồi nước thì đẹp quá. Không có. Đấy, phải nhà sống. Nắng quá cảm giác cá ít ăn hẳn các bác ạ. Tầm đến trưa này. Tầm trưa này chỉ đánh những lỗ bèo này thường thường chúng nó vào nó rút. Ở trong đấy thì mai trăng còn được con. Mời các bác mì tôm em nhé. Nằm xoay nước ạ. Ăn mì tôm mặn này nó khát nước lắm anh em ạ. Gió to quá rồi em đổi sang nụ đánh các bạn. Đổi nụ đánh cho nó phong thủy không. Đánh nụ xem nó phong thủy không cánh không các bạn.
Đánh nụ này gió thổi thoải mái luôn, không ảnh hưởng. Đây rồi anh em ơi. Úi dồi ôi. Ê, lại được một giò nhóc chim nữa các bác này. Cậu gà kia bèo đấy. Bèo biết. À được. Hôm nay được mấy con chim cũng đẹp phết đấy các bác ạ. Đẹp phao đẹp đấy. Đẹp phao đẹp. Rồi. Cụt. Công nhận ra ở sông này nóng chim thật. Rồi cái loại chim bé này em không bắt các bác ạ. Cho này là sống. Đẻ quả đẹp thế. Về đấy các bạn ạ. Dùng con chim này nó khỏe. Đánh ổ bèo này gặp những đàn này này câu rất thích nhá. Gió to quá phải đổ sang đánh nụ anh em này. Ông ngay anh em ơi. Ui. Ý giời. Lại một xem một chú chim nữa anh con này. Ý phế chưa. Đẹp đấy. Wow wow wow. Lại thêm một chú chim nữa các bác ạ. Thấy con nhìn nó phê không. Quá là phê luôn đấy. Con này ăn no bụng mà. Mà chim này nó thật ra nó bé. Nên là em thả nó sống các bác ạ. Phóng sinh thôi. Đấy đi đi. Đúng được của nó các bạn ạ. Này đóng nhiều cá chim phết. Đánh sướng thật. Đóng phát nó víu víu bên trong anh em ạ. Cái đoạn sông này cũng nhận lắm chim thật. Phải nói khúc sông này được. Mày đóng này. Ôi, mày đóng này.
Ôi giờ lại một chú chim nữa anh em này. Ôi giờ được đấy. Đây, anh em ơi, lại được một con chim nữa các bác này, đẹp chưa? Ý, anh em nhìn nó phê không? Này đánh này cũng là sao mà nó gặp được đàn cá chim của bạn này. Phê thật. Đấy, tuy là bọn này nó bé nhưng mà kéo rất là khỏe anh em ạ. Thôi, cái giống này thả lại sông cho nó sống. Những chú nhỏ nhỏ này em phóng sinh lại sông, nào câu tiếp. Chú.